đấy, không muốn lên. Nhất là công việc anh đang với bạn với đảng rất nhiều thứ trên tỉnh, không muốn đi. Rất là ngon đấy, món này món khách hàng nhà em rất thích. Ở với nhau thì anh cũng được chứ, không buồn lắm. Sườn nướng chảo đá. Mọi người đã ăn sườn nướng chảo đá chưa? À còi chào mọi người nhá. Dê phay. Đây là món dê phay mọi người. Hôm nào giới thiệu với mọi người về cái món dê phay này sau. Đây là một trong những món ngồi nhậu lai dài siêu ngon luôn. Thịt thơm như thơm hơi mùi bơ ấy, mọi người ạ. Thịt dê nhưng lại thơm kiểu ngậy nhá, béo nhá. Cái món này đặc biệt lắm. Hôm nào giới thiệu với mọi người về cách làm cái món này sau. Năm bếp mọi người ạ. Một quán dê thôi mà năm đầu bếp ạ. Sườn nướng chảo đá. Nhìn ra đây thèm. Đây là món dê phay mọi người nhé. Dê phay nó phải đảm bảo là có yếu tố là da này, thịt này và gân. Đấy thì nó mới trở thành một cái đĩa dê phay hoàn hảo nhất, cho một cái vị chuẩn nhất. Cái món dê phay này ăn không hề có một mùi dê nào cả. Ăn nó thơm mùi ngậy ngậy béo béo. Bởi vì sau khi được ninh trong một cái nồi nước gọi là thuốc bắc ấy, nhưng mà nó lại không ám thuốc bắc vào đâu cả nhà nhá. Mà khi mà luộc ninh rất là lâu rồi mà thịt nó vẫn còn đỏ đỏ này, mặc dù ninh đến cả mấy tiếng đồng hồ đấy nhưng mà thịt vẫn đỏ như này. Mà bây giờ là rắc mới vừng lên nó là xong rồi. Và chuyển xuống phòng bếp 2 đấy mọi người. Gia vị của cái món sườn nướng chảo đá này bao gồm là sả này, gừng này, một ít cái này em đang rắc là gì đây? Thì gọi là thuốc men. Thuốc men. Thuốc men là nhà tự làm. Cả nhà nhá. Nó bao gồm là quế rồi các nói chung là bí quyết của nhà hàng, nhưng mà chủ yếu bằng thảo mộc thôi, 100% thảo mộc để xay ra như thế. Còn nước sốt thịt này cũng là nhà tự làm luôn. Tương ớt. Mọi người có hiểu tại sao là cho tương ớt vào? Tương ớt là nó rất là quan trọng trong cái điều vị nhé mọi người nhé. Nó không tạo cái tương ớt này nó không cay đâu, không cay mấy, nhưng nó sẽ điều vị và nó có cái độ sệt để làm cho cái gia vị nó ngấm được vào trong cái thịt này. Một ít gọi là dầu tỏi. Ok. Cái này là nửa ký mọi người nhá. Nửa ký nó bao gồm nửa ký con dê này được 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rẻ sườn. 8 rẻ sườn chặt thành đôi là được 16 rẻ. Và đây là cái chảo đá để chuẩn bị để bỏ nó lên. Và một công đoạn nữa là chiên tỏi, chiên hành. Nhiều người quán, nhiều khách hàng đến nhà Hà thì lại thích ăn tỏi chiên lắm, ăn no rồi luôn. Ai ăn được nhiều tỏi thì cứ gọi thêm, là nhà em vẫn cứ cho thêm tỏi vào nữa.
và hành. Hành này thì siêu thơm. Thơm quá. Con dê này vừa thịt xong nên là không có được mấy cái nữa. À, ta quay từ đầu đến cuối quy trình là món sườn nướng chảo đá mọi người nhé. Giới thiệu mọi người đây là nồi nước ninh xương. Đây là 100% là nước từ cái nồi này là nước ninh xương. Không cần đâu. Rồi mai sẽ hướng dẫn anh sẽ quay về cái phở sau. Nồi này để ngày mai bọn em bán phở sẽ phải ninh xương từ chiều hôm nay đến sáng ngày mai mới được hoàn thành xong một cái nồi phở. Sắp xong cái món sườn nướng chảo đá mọi người ạ. Cái đặc biệt của cái chảo đá này là khi mà mang đến bàn cho khách ấy, thì cái chảo vẫn đang được ninh nhá, đang được làm nóng đấy. Khi mang đến khách ăn thì lúc nào nó cũng nóng, nó cũng đang nóng sôi. Rồi, xong món sườn nướng chảo đá. Em ơi, chuyển xuống tầng 2 cho khách nhá. Rắc vừng lên nữa đúng không? Rồi, rau húng. Ok, chuyển tới tầng 2 cho khách em ơi. Tầng 2 nhận đồ em ơi. Ok em ơi, ai rồi? Mang sườn nướng chảo đá cho khách nha. Như nào, như nào anh? Em ơi. Xin chào các chú cô. Mai về mai về đây là 9 giờ. Các chú cô cho con xin nhờ để đặt món sườn nướng chảo đá. Ăn cho nóng ạ. Đây ạ. Em ơi cho ra đây em ơi. Cho đây các bác. Thì thấy bảo anh về nhà rồi, rất sớm thế. Đứng luôn đây ạ. Vâng, vẫn đang nóng đấy ạ. Để chứ không phải lớn đâu. Vâng, để. Em ơi, cái canh luộc bây giờ chị có? Em, được ạ, được ạ. Em ơi, hấp cái canh cho khách. Hấp hai hấp. Có 5 bát canh. Vâng. Em ơi, cho kéo kẹp đi. Chưa ngoan. Em ơi, cho anh một cái chén. Không, em không muốn đâu. Em tí làm việc đã. Giờ tí em lên. Em ơi, cắt sườn cho khách em ơi. Bây giờ nghiêm túc cho công việc. Công việc rất là nghiêm túc.